chào ngày mới bình an đến cả nhà. Hiểu xôi ngô du, kinh doanh hai loại xôi xéo và xôi bắp, có ba thêm cà phê mang đi. Một phần xôi xéo hay xôi bắp 15k. Bé Ngô Thị Dung của chúng ta, Hiểu Ngô Dung, sẽ bán xôi từ 6 giờ sáng cho đến 10 giờ sáng mỗi ngày trong tuần. Khách hàng khi biết đến bé Ngô Dung, sinh năm 1996, thì ghé ủng hộ, bởi bé Ngô Dung có nụ cười tươi, hết sức nhỏ nhắn và xinh xắn, đang khởi nghiệp. Đầu tiên là Hiểu xôi Củ Lý, bây giờ chuyển sang là xôi Ngô Dung. Thì mỗi buổi sáng chăm chỉ chịu khó, thì cô gái của chúng ta cũng thoăn thoắt, nhanh nhẹn tháo vát, bán cũng được 300 đến 500 phần xôi. Quý khách hàng xa gần ở thành phố Hồ Chí Minh, khi biết cô gái qua các phương tiện mạng xã hội YouTube, thì cũng đã ghé tới mua xôi ủng hộ cho cô gái của chúng ta, một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn, có nụ cười tươi xinh khả ái và hết sức là chịu khó cần cù. Cô gói xôi liên tục, thì khách hàng cũng cảm tình và cũng cảm động, cho nên nhiều người cũng bo cho cô gái. Và hình ảnh của cô gái đã lan tỏa được một cái tinh thần khởi nghiệp của các bạn trẻ ngày hôm nay, dám nghĩ, dám làm, cần cù chịu khó khởi nghiệp bằng từ những cái lĩnh vực ăn uống, xôi, cà phê, bánh cân, hủ tiếu, hết sức là vất vả, nhưng mà kiếm được những cái đồng tiền hết sức là chân chính và đáng trân trọng. Chúc bé Ngô Dung bán xôi thật nhiều mỗi ngày.